Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của eShip.vn. Đây là một số kênh thông tin bên mình. Video này mà các bạn của eShip.vn sẽ cùng khám phá mẫu sản phẩm đồng hồ đến từ thương hiệu Tissot mà eShip.vn chúng tôi đã mua được trong dịp sale Black Friday vừa rồi trên trang của S4, một seller uy tín ở Mỹ, và ship tới văn phòng của eShip.vn tại bang OR bằng dịch vụ USPS, sau đó họ chuyển sang cho US. Đầu tiên là họ chuyển cho đơn vị vận chuyển UPS, sau đó họ chuyển sang đơn vị USPS, vì USPS họ có một cái mạng lưới bưu điện rộng hơn, có thể ship được đến văn phòng của eShip.vn tại Mỹ. Sản phẩm được eShip.vn mua với giá khá tốt vào dịp Black Friday. Kiện hàng của chúng ta về đến Việt Nam vẫn còn rất là nguyên vẹn, chắc chắn và chưa được khui ra kiểm tra. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành khui hộp để có thể kiểm tra được mẫu sản phẩm ngày hôm nay, cũng như cho các bạn có thể thấy được những cái góc hình chi tiết và thực tế nhất về mẫu sản phẩm. Thì mẫu sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta đến từ thương hiệu Tissot, là một mẫu đồng hồ dành cho nữ giới thuộc bộ sưu tập E-Classic. Nói sơ về thương hiệu Tissot, đây là một trong những thương hiệu sang trọng đến từ Thụy Sĩ. Mình đã trình bày cũng khá là nhiều về thương hiệu này và chắc các bạn cũng không còn lạ lắm gì đến thương hiệu này. Đây là cũng là một trong năm thương hiệu Thụy Sĩ nổi tiếng nhất và được rất là nhiều nhà sưu tập yêu thích. Đây là chiếc bóc của chúng ta, được gói khá là đơn giản, bên dưới là một lớp giấy dầu, ngoài ra không có gì khác cả. Thì dạo gần đây Adfor họ gói khá là đơn giản, giấy của họ xài là giấy dầu, không còn là những loại giấy như lúc trước là in cả tên của seller Adfor lên. Đây là chiếc bóc mới được Tissot cải thiện lại, giúp bảo vệ môi trường cũng như là giảm đi bớt được chi phí sản xuất. Chiếc bóc cũ chúng ta khá là cồng kềnh, cũng như họ lại bỏ đi hai cuốn sách cũ rất là nặng, khiến cho chiếc bóc mới của chúng ta khá là nhẹ và gọn gàng hơn. Vẫn là chiếc bóc mới quen thuộc với tông màu đỏ cùng với các logo biểu tượng của Tissot cũng như năm ra đời 1853. Còn đây là các seller họ thường để cuốn sách hướng dẫn này lên trên bề mặt, cho nên là khi mà mình lấy hộp ra, dễ dàng cuốn sách này nó dễ rất là dễ rớt ra ngoài. Đây nhân vật chính của chúng ta. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là một mẫu đồng hồ dành cho nữ giới tên là Tissot Luxury. Mẫu đồng hồ thuộc bộ sưu tập T-Classic của thương hiệu Tissot với size mặt là 33mm. Đây là một size mặt trung bình, thường thì nữ giới sẽ mang size mặt từ 32 tới 35mm. Độ dày của mẫu sản phẩm là khoảng 9.8mm, đây là một độ dày tương đối. Thường thì nữ họ sẽ mang độ dày mỏng hơn. Tuy nhiên, với thiết kế của mẫu sản phẩm làm cho tổng thể mẫu đồng hồ của chúng ta không quá là thô như chúng ta đã nghĩ, mà có các chi tiết rất là tinh tế, tạo được cái nét mềm mại cũng như là cá tính dành cho nữ hơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành lột lớp siêu bên trên bề mặt để chúng ta có thể kiểm tra dễ dàng bên trong hơn. Như các bạn có thể thấy, sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100%, nguyên siêu, siêu dây, siêu khóa. Siêu mặt thì mình vừa gỡ ra cho các bạn có thể dễ hình dung. Thì đáy này vẫn còn một lớp siêu rất là rõ ràng. Đây là nhân vật chính của chúng ta, một tông màu vàng gold rất là sang trọng. Kính được sử dụng cho mọi sản phẩm đó là kính sapphire, có độ trong suốt và chống trầy xước rất là cao. Dial với một màu trắng ngà thanh lịch. Màu trắng của mặt dial này nghiêng về màu trắng vàng hơn, nó hơi ngà ngà màu vàng, không phải là trắng hẳn. Nó đến màu trắng thì người ta thường liên tưởng đến sự tinh khiết, trí tuệ minh mẫn, sáng suốt và sự nhẹ nhàng, không bị trói buộc, không gây khó chịu. Thì trong tâm lý học thì màu trắng cũng tạo cho chúng ta sự tin tưởng, do tần số năng lượng của nó phù hợp với các màu khác. Đó chính là lý do màu trắng luôn đại diện cho những hình ảnh thiên thần, cô dâu hay là bác sĩ. Các cọc số bên trong mặt dial cũng được thiết kế khá là đơn giản, các
với thiết kế hình lưỡi mũi giáo rất là được vuốt nhọn nhỏ về đầu, cùng với bộ ba kim cũng được đánh bóng và mạ vàng BVD rất là sang trọng. Cửa sổ lịch ngày của chúng ta vẫn được đặt ở góc 3 giờ quen thuộc, và phía trên là dòng chữ Tissot cùng với năm ra đời 1853 ở góc 12 giờ. Phía dưới đây là dòng chữ Bowomatic 80, chính là bộ máy của sản phẩm cho phép nó trữ code lên tới 80 giờ. Đây là một bộ máy rất là nổi tiếng của Tissot. Viền benzen, chúng ta có một viền benzen được mạ VVD màu vàng gold, cùng với đó là nghệ thuật chế tác đánh bóng cho hiệu ứng ánh sáng khi chúng ta di chuyển cổ tay rất là bắt mắt và gây chú ý người xung quanh. Núm vặn chính của chúng ta khá là phù hợp với size mặt, được thiết kế gọn gàng cũng như các cạnh được vát rất là vuông vức. Cùng với đó là logo chữ T thương hiệu Tissot được dập nổi lên rất là nổi bật, tăng độ nhận diện thương hiệu. Vỏ và dây đeo được hoàn thiện hoàn toàn bằng thép không gỉ 316L. Phần vỏ bên phải và bên trái thì được dập với các vân nổi dạng như các hình chữ nhật xếp chồng lên nhau, rất là đặc trưng của các dòng Tissot Luxury, và được đánh phay xước tạo nét chắc chắn cho mỗi đồng hồ. Dây đeo chúng ta có dây đeo với dạng 3 chỉ chính và một chỉ giữa rất là mỏng, được mạ BVD màu vàng tạo điểm nhấn cho dây đeo. Khóa được sử dụng ở đây vẫn là khóa bướm cùng với tên và năm ra đời của Tissot. Mẫu khóa này của chúng ta trong tiếng Anh có tên là Buster Light, cùng với đó là nút bấm, chúng ta chỉ cần bấm nhẹ hai nút hai bên thì mẫu khóa chúng ta sẽ bật ra. Đây là một cải tiến khá là vượt trội so với các mẫu Tissot Clay Locklear, vẫn chưa được update lên cái mẫu bấm này. Phía sau vẫn là thiết kế lỗ máy quen thuộc với các mẫu đồng hồ Bowomatic, cùng với đó là các thông tin cơ bản như là Sapphire Red Tone, kính sử dụng như là kính Sapphire, thương hiệu Tissot, hoàn thiện hoàn toàn bằng thép không gỉ. Khả năng kháng nước của mẫu sản phẩm này là, mình sẽ xem cho các bạn, show cho các bạn xem kỹ hơn. Do là được phía sau này, viền vỏ phía sau cây bát này cũng được mạ một lớp BVD màu vàng, cho nên là sẽ hơi khó thấy. Mình sẽ nghiêng một góc để cho nó có thể là camera sẽ bắt được các chi tiết hơn. Đây các bạn có thể thấy water resistant lên đến 50m. Với khả năng kháng nước này, các bạn có thể dễ dàng hoạt động ngoài trời, đi mưa nhỏ và rửa tay một cách thoải mái. Tuy nhiên các bạn vẫn phải đảm bảo là nút vặn chính của chúng ta vẫn phải ở vị trí đóng chặt an toàn như thế này. Và khi mà tiếp xúc với nước thì đặc biệt là lưu ý các bạn là tuyệt đối không nên điều chỉnh núm vặn của chúng ta, vì nó sẽ có thể là gây ra nước nó theo cutty len vào trong máy gây hư hỏng. Thì nhìn chung mỗi đồng hồ này mang một cái phong cách rất là classic cổ điển, đem lại nét tinh tế và không bị lỗi thời theo thời gian. Bên cạnh đó với các đường nét thiết kế cao cấp thuộc dòng Luxury, mang lại cho các bạn một nét sang trọng quý phái khi lên tay. Đó là một số góc quay cận cảnh và thực tế về mẫu sản phẩm này cho những bạn nào đang quan tâm. Và trong quá trình kiểm tra sản phẩm thì Xship.vn chúng tôi có quay lại cho các bạn có thể theo dõi nó một cách trực quan hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.